Thì cái Linh San nha bạn. Đây mình bán một số cây thành phẩm tầm trung. Có cây này mini à. Cây này nhìn mini nhìn nó già hay lắm nha bạn. Cây này cây song hình lá trung. Cắt chiền 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 cho nó ra giống như cái mâm vậy nè, đó. Già lắm. Nhỏ xíu nha bạn, bự cỡ con chân cái nè, nhìn nó già lắm, cái mặt tiền mốt làm đến đây nè bạn. Cắt chiền rồi. Cái này là cái cắt chiền cái thằng đa nhìn nó tự nhiên luôn nha bạn, cắt thành giống như một cái mâm nè. Cái này nhìn hay hay, nhỏ nhìn hay hay, già luôn đó. Nó cao chắc khoảng 10 cm à, không được 18 cm, 10 cm trở lại. Cắt một cái mâm già nó, mặt sau nó cũng già, nó mặt sau nó nhìn đẹp ghê, già nua. Cái này cắt lâu lắm nha bạn, cắt chiền rừng sam này giống như một cái cây tàn đa rừng nhỏ nhỏ, tàn đa chưa nhỏ trong chậu luôn nè. Em kiếm một cái chậu nhỏ nhỏ làm vô lại nhìn đẹp. Linh San nha bạn, cây song hình lá trung. Đây rí như xíu à. Lá trung, chúng hay lá rí nha. Phần lá rí thì nó dài. Con này lá trung. Mà vô cây lá lại nó nhỏ nhỏ, nó tròn tròn nhìn đẹp. Cái này cái lá trung. Còn song hình lá kim á là nó thuôn thuôn dài dài. Lá nó dễ thuôn thuôn dài dài nhìn nó hở. Nếu mà chơi cây phơm lớn á, thì chơi lá trung hoặc lá lớn nhìn nó đẹp cây hơn. Tại trên cái cây mà phơm tầm lớn á, là Linh San mà chơi phơm tầm lớn là chơi lá trung là ổn định nhất và lá lớn luôn, nhìn nó đầy cái cây hơn. Chứ nếu mà phơm lá kim hoặc lá rí là nhìn vô nó thưa cây lắm, thưa dâm á, lá nó nhìn nó lỏng. Linh San nha bạn, cây này nhìn nó hay hay, nhìn nó già nua. Cây này nếu mà ấy chịu con lại bạn, còn sát là tí xíu nữa, còn sát là tí xíu nữa, tại mình thấy cái dâm này nó hơi ra xa rồi đó. Còn sát vô cái cậy này tí xíu nữa rồi cho khoảng 3-4 tháng sau nó ra lại là nó lùng lại tí xíu nữa. Thì mình nghĩ vậy nha, tại mình mới tỉa sơ sơ à, còn sát vô tí xíu nữa, mốt nó ra lại cái nhịp kế tiếp rồi mình con thêm một lần nữa nhìn nó mới đẹp. Có một số rễ buông buông nhìn nó hay lắm. Có một số rễ buông buông xuống giống như cây xanh kia rồi đó. Như xanh si vậy. Xanh nha bạn.